Thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, để ủng hộ cho ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, tập thể giới thiệu câu chuyện Bông Hoa Cúc Trắng do nhà xuất bản Trẻ. Câu chuyện kể về một tấm lòng hiếu thảo của một cô bé dành cho mẹ của mình. Cô đã vất vả bao nhiêu, cô đã trèo đèo lội suối để cho mẹ được sống lâu, sống khỏe, mạnh. Câu chuyện do bạn Khuê Tú, lớp 3C, trường tiểu học Nghĩa Hương kể và các bạn diễn viên phụ đạo. Sau đây, câu chuyện xin được phép bắt đầu. Ngày xưa, có hai mẹ con sống trong một túp lều tranh nhỏ, hơi sầm vắng, người cha mất sớm, hai mẹ con phải làm lụng vất vả làm mới đủ ăn. Một hôm, bà mẹ bị ốm, biết làm gì giữa cảnh nghèo túng và nơi hoang vắng này bây giờ. Cô bé chỉ biết đắp chiếc áo đụng nhất của mình cho mẹ, rồi ngồi bên để chăm sóc mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đỡ chút nào không ạ? Con ơi, con mau đi tìm thầy thuốc về đây cho mẹ. Mẹ thấy trông người khó chịu lắm. Dạ, mẹ con sẽ đi ngay, mẹ ở nhà chờ con nhé. Cô bé vội vã ra đi. Dọc đường, cô gặp một ông cụ tóc bạc phơ. Cháu đi đâu mà có vẻ vội vàng thế? Dạ, cháu cho ông, cháu đang đi tìm thầy thuốc cho mẹ cháu ạ. May quá, ông cụ lại chính là thầy thuốc. Ông cụ theo cô bé về nhà, xem bệnh cho mẹ của cô bé. Sau khi bắt mạch cho mẹ của cô bé, ông cụ bước ra khỏi cửa và nói với cô bé rằng: Mẹ cháu bị bệnh nặng lắm, ta sẽ cố gắng hết sức để chữa cho mẹ cháu. Cháu hãy đi lên gốc đa đầu rừng, hái cho ta một bông hoa trắng thật đẹp về đây. Dạ, cháu cho ông, cháu sẽ đi ngay lập tức ạ. Bên ngoài trời rất lạnh, cô bé đi trong gió rét với chiếc áo mỏng trên mình. Cô phải trèo đèo lội suối, đi, cứ đi mãi đến khi đôi chân mỏi nhừ, đôi khi cô vấp ngã. Cô lại tiếp tục đi, vì nghĩ đến mẹ của mình đang ở nhà ốm nặng. Cuối cùng cô đi đến chỗ gốc đa đầu rừng, quả nhiên cô thấy một bông hoa trắng tuyệt đẹp ở trên bụi cây. Cô ngắt bông hoa, tay nâng niu cầu mong cho mẹ tai qua nạn khỏi. Bỗng cô bé nghe thấy một tiếng nói vang lên: Mỗi cánh trên bông hoa sẽ là một ngày mẹ cháu được sống thêm. Cô bé nhìn bông hoa khẽ đếm: 1, 2, 3, 4, 5, 20, trời ơi, chỉ còn có 20 ngày nữa thôi ư. Suy nghĩ một lát, cô bé nhẹ tay xé cánh hoa ra từng sợi nhỏ. Bông hoa trở nên kỳ lạ, mỗi cánh nhỏ, dài và mượt, nhiều không sao đếm nổi. Cô bé sung sướng chạy về, trên tay cầm bông hoa. Về đến nhà, thấy mẹ đã khỏi bệnh, cô bé vui lắm. Ông cụ từ cửa bước ra và nói: Mẹ cháu đã khỏi bệnh rồi, món quà cho tấm lòng hiếu thảo của cháu đấy. Từ đó, hàng năm vào mùa thu, những bông hoa cánh nhỏ, dài và mượt lại đua nhau nở bung khoe sắc. Đó chính là bông hoa cúc ngày nay của chúng ta. Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi? Mẹ giờ này ở chốn nào? Con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi hay sao sáng trên bầu trời? Mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ. Hiền tựa nắng mai ấm ôm con thắng
giờ này ở chốn rất xa, trong mơ con đã thấy mẹ, mẹ dịu dàng hát khúc ca.